Công ty BTS bị tố bòn rút tiền, biến ARMY thành máy rút tiền tự động. K-pop đã phát triển thành ngành công nghiệp quy mô lớn và các nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu được người hâm mộ khắp nơi ủng hộ. Các công ty giải trí đang tận dụng sức nóng của K-pop để mở rộng hoạt động kinh doanh và Hybe, tập đoàn đứng sau BTS là người dẫn đầu. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Hybe gây nhiều tranh cãi. Người hâm mộ của BTS liên tục chỉ trích công ty vì lợi dụng fan để kiếm lời. Gần đây, việc Hybe bán bộ trang phục do Jin, thành viên nhóm BTS thiết kế với giá đắt đỏ, một lần nữa đẩy tranh cãi trong cộng đồng mạng lên đỉnh điểm. Cụ thể, Hybe gần đây đã phát hành một bộ sưu tập do các thành viên tự thiết kế. Sản phẩm đầu tiên được tung ra là bộ đồ ngủ và gối cổ do thành viên Jin thiết kế. Hybe nhận đơn đặt hàng thông qua Weverse Shop. Giá của các sản phẩm khiến người hâm mộ tranh cãi. Bộ pyjama và chiếc gối có giá lần lượt là 119.000 won, 99,7 đô la và 69.000 won. Ngay cả Jin cũng bất ngờ với mức giá trên sau khi người hâm mộ kêu ca món đồ quá đắt. Jin viết trên nền tảng Weverse, tôi đã yêu cầu sử dụng chất liệu cao cấp cho bộ đồ ngủ, nhưng tôi cũng ngạc nhiên về giá cả. Một số người hâm mộ không thể mua được bộ trang phục với mức giá như vậy và họ đã phàn nàn, yêu cầu nghệ sĩ cũng như công ty quản lý điều chỉnh giá. Trong khi đó, các sản phẩm đều đã cháy hàng. Trưởng nhóm AM, người đang cách ly vì mắc Covid-19 cũng chia sẻ bài viết liên quan đến trang phục với các biểu tượng cảm xúc đang khóc. Nam thần tượng chia sẻ bản thân không hề hay biết về mức giá sản phẩm. Sau riêng, bộ sưu tập Astic Make của AM được phát hành vào ngày 3 tháng 1. Bộ sưu tập gồm chuông gió, bunyoban và quần jogger. ARMY, tên cộng đồng fan BTS, bày tỏ sự tức giận với công ty giải trí vì sự bành trướng và lạm dụng fan quá mức. Người hâm mộ phàn nàn công ty chủ quản đang muốn kiếm tiền bằng cách bán hàng hóa với mức giá quá cao và khai thác hoạt động kinh doanh phi giải trí phụ thuộc nhiều vào tài sản trí tuệ của BTS. Là thành viên của ARMY, tôi hiểu công ty muốn tính cả những nỗ lực của Jin vào giá cả. Nhưng vì quần áo ngủ được làm bằng cô tông, thậm chí không phải lụa, nên tôi cho rằng giá sản phẩm chỉ khoảng 20.000 won. Sau khi nhìn thấy những món đồ đã được bán hết, tôi cảm thấy hụt hẫng. Một người hâm mộ BTS 22 tuổi họ Lee nói với The Korea Herald. Đây không phải là lần đầu cuộc tranh cãi nổ ra trong cộng đồng fan BTS vì công ty quản lý bán đồ với giá quá đắt. Tháng 11 năm 2021, người hâm mộ đã đặt câu hỏi về chất lượng của băng cassette BTS Butter mà họ đặt hàng. Sau khi nhận được băng cassette, người hâm mộ nhận ra nó trông quá khác với hình ảnh mẫu do công ty công bố. Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội, công ty quản lý đề nghị hoàn lại tiền cho những khách hàng đã mua cassette. Theo dữ liệu do Trung tâm Thương mại Điện tử Seoul tổng hợp, có tổng cộng 271 khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến nền tảng thương mại điện tử của Hybe được báo cáo vào tháng 10 năm 2021. Các loại khiếu nại bao gồm sự chậm trễ trong quá trình giao hàng, trả hàng, hoàn lại tiền và sản phẩm bị lỗi. Năm 2021, Hybe thông báo họ đặt chân vào các lĩnh vực kinh doanh không phải âm nhạc bao gồm webtoon, tiểu thuyết trên web và tài liệu học tiếng Hàn có sự góp mặt của BTS. Sau thông báo trên, boycott Hybe đã trở thành chủ đề thịnh hành trên Twitter, qua đó người hâm mộ bày tỏ sự phản đối và tức giận với cách làm của Hybe. Ngày 15 tháng 1, Hybe phát hành tập đầu tiên của Seven Fates Chaco, một webtoon truyện tranh mạng Hàn Quốc, được thực hiện dưới sự hợp tác giữa BTS, Hybe và Naver ở 10 quốc gia khác nhau. Hybe đang tìm kiếm sự thành công trong kinh doanh bằng cách sử dụng BTS và người hâm mộ. Việc đó khiến tôi tức giận. Thay vì bảo vệ các nghệ sĩ, Hybe đang làm hao tổn sự nổi tiếng của họ. Họ liên tục tung ra những nội dung và hàng hóa kém chất lượng với mức giá cao. Đây không phải ý kiến hay. Người hâm mộ không phải máy rút tiền tự động của công ty. Một chuyên gia họ Kim nói với tờ The Korea Herald. Một chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết người hâm mộ khi các công ty tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh. Theo chuyên gia, để nhận được phản ứng tích cực của người hâm mộ, công ty cần xác định rõ ràng các nghĩa vụ đạo đức, nếu không họ sẽ chỉ xua đuổi người hâm mộ. Một thông tin khác về BTS cũng đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ chính là nhóm nhạc quốc dân đã lập kỷ lục mới tại thị trường Nhật Bản. Theo dữ liệu từ Oricon, tính đến hôm nay 6 tháng 1, album BTS The Best đã đạt tổng doanh số 1.002.000 bản. Tại thị trường Nhật Bản, thành tích này giúp BTS trở thành nhóm nhạc nước ngoài thứ 14 có album vượt cột mốc 1 triệu bản tại thị trường Nhật Bản. Ra mắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, BTS The Best tổng hợp các bài hát từ nhiều album mà nhóm BTS đã phát hành ở Nhật Bản trong 4 năm kể từ năm 2017. BTS The Best gồm 23 ca khúc bao gồm các bài hát viết bằng tiếng Nhật như Film Out và Your I Tell, cùng các phiên bản tiếng Nhật của một số bản hit khác. Ngay trong tuần đầu tiên phát hành, album BTS The Best đã bán được 782.000 bản, chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album hàng tuần của Oricon. Đây là doanh số album tuần đầu tiên cao nhất của một nhóm nghệ sĩ nam tại Nhật Bản từ trước đến nay. Tháng trước, nhóm BTS cũng đã lập thêm kỷ lục tại Nhật Bản khi trở thành nhóm nhạc nước ngoài đầu tiên giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album cuối năm của Oricon với doanh số 993.000 bản trong năm 2021.